MV Bùa Yêu, âm nhạc mang tiếng nói dân gian và hơi thở cuộc sống đương đại. Sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ Bích Phương kết hợp nhiều yếu tố văn hóa truyền thống cùng đặc trưng của giải trí đương đại, trở thành một tổng thể trọn vẹn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. 0 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5, Bích Phương chính thức ra mắt MV Bùa Yêu, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trong năm 2018. Kể từ sau khi giành giải thưởng MV của năm tại lễ trao giải Can You Watch, Bích Phương đã bắt tay thực hiện MV Bùa Yêu với sự giúp đỡ của người bạn thân thiết Tiên Cookie phối hợp cùng với Kang. Nằm trong dự án Việt Nam Việt Nam, Bùa Yêu là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của Bích Phương về cả phần âm nhạc và hình ảnh. Cô thổi hồn Việt Nam vào trong sản phẩm nghệ thuật mang tính chất giải trí đương đại thông qua tạo hình, trang phục, biểu cảm, vũ đạo và âm nhạc. Nội dung chính của MV tái hiện câu chuyện tình yêu của cô gái Việt Nam và anh chàng ngoại quốc. Tình yêu của họ thể hiện sự giao thoa giữa hai tâm hồn dù khác nhau về màu da, tiếng nói nhưng đồng điệu trong suy nghĩ. Hồn Việt trong âm nhạc dành cho giới trẻ. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên công chúng thấy những giá trị truyền thống xuất hiện trong các sản phẩm của nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ phát triển cùng sự du nhập cùng nhiều bài hát, phim ảnh ngoại quốc tại Việt Nam khiến nét đẹp cổ xưa ít được quan tâm hơn. Bởi vậy, có thể nói là khá liều lĩnh khi Bích Phương chọn hình ảnh quảng bá nét đẹp của dân tộc trong những MV của mình. Bao giờ lấy chồng, sản phẩm âm nhạc giúp Bích Phương chiến thắng nhiều giải thưởng quan trọng trong năm 2017 đã mạnh nhà xuất hiện những nét văn hóa truyền thống đó. Hình ảnh Tết cổ truyền hiện lên với bánh chưng, nem rán, cây đào, lì xì. Ngay sau đó, Bích Phương đã khởi động dự án Việt Nam Việt Nam của cô, gồm 3 ca khúc mang âm thường nhạc dân tộc, bản phối hài hòa và bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, mở màn khẳng định hướng đi của Bích Phương. Cô hóa thân vào vai người con gái Tây Bắc, đẹp dịu dàng, trong bộ trang phục truyền thống, chăm lo cho gia đình, cùng căn bếp, đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Ở Bùa Yêu, yếu tố văn hóa dân gian lại được thể hiện một cách rõ nét nhất thông qua trò chơi ô ăn quan, hình ảnh trang điểm giống nghệ sĩ tuồng hay bộ trang phục mang hơi hướng cổ trang. Hình ảnh chầu tên cánh phượng xuất hiện trong MV như một lối dẫn cho câu chuyện tình yêu của chàng trai và cô gái. Trước con mắt của anh chàng ngoại quốc, trò chơi truyền thống ô ăn quan vốn ý tưởng chỉ dành cho con nít ngày xưa lại khiến anh bối rối bởi sự linh hoạt và nhanh nhẹn của cô gái người Việt Nam. Trong khi đó, những công việc như nấu ăn, thêu thùa vốn đã gợi nhắc đến hình ảnh người con gái khéo léo và tài năng cũng được Bích Phương tái hiện để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Nổi bật nhất trong MV đó chính là phong cách trang điểm ấn tượng và lấy cảm hứng từ nghệ thuật tuồng. Các đường nét trên khuôn mặt Bích Phương được nhấn mạnh khá rõ ràng với những mảng màu rực rỡ nhưng không hề kịch. Trái lại, kiểu trang điểm trên lại mang lại cho Bích Phương sự lột xác trong phong cách thời trang vốn đáng yêu và nữ tính gắn liền với cô trong nhiều năm qua. Các bộ trang phục trong MV được sử dụng các sản phẩm đậm chất Việt Nam như áo dài, áo bà ba cùng các kỹ thuật thêu thùa, đính tinh tế và tỉ mỉ nhưng được kết hợp phá cách hơn với các sản phẩm thời trang hiện đại của các thương hiệu thời trang quốc tế. Tuy hiện đại nhưng vẫn giữ đậm nét Á Đông nói chung và nét Việt Nam nói riêng. Bùa Yêu không chỉ hiểu theo cách mê tín của bùa ngải mà ẩn ý trong đó là sự hấp dẫn khó cưỡng lại bởi nét dịu dàng, mềm mại, đảm đang mà sắc sảo của người phụ nữ Việt Nam. Hơi thở hiện đại xuyên suốt toàn bộ MV Bùa Yêu. Là một sản phẩm mang tiếng nói dân gian, tuy nhiên các yếu tố hiện đại vẫn luôn hiện hữu và đồng hành xuyên suốt MV Bùa Yêu của Bích Phương. Nội dung chính của MV đề cập đến tình yêu theo chiều hướng của giới trẻ, giai điệu bắt tai, lời bài hát mới mẻ cuốn hút người nghe cùng với một thông điệp truyền suốt: nếu yêu nói đi chớ nên ngại gì. Bùa Yêu là sáng tác được xây dựng từ Tiên Cookie kết hợp với hai nhà sản xuất âm nhạc Phạm Thanh Hà và Dương Khay, phải mất hơn một năm để hoàn thiện ca khúc này. Tiên Cookie muốn giai điệu bài hát, ca từ, phần phối khí phải toát lên cá tính thật sự của ca sĩ này. Vì vậy, Bùa Yêu là một sản phẩm âm nhạc mang tính chất hiện đại, tiếp cận với dòng chảy âm nhạc thế giới nhưng vẫn lưu giữ nét nhạc truyền thống của Việt Nam. Có thể nói, ca khúc này như Donny đóng giày cho Bích Phương vậy. Các cảnh quay mang màu sắc hiện đại với tông đỏ là chủ đạo mang lại cho khán giả nhiều sự thích thú và chú ý đặc biệt. Cách nữ chính Bích Phương xoay chàng trai như chóng chóng, bất ngờ này thằng bất ngờ khác, mở đầu câu chuyện hẹn hò là hình ảnh nhà hàng sang trọng cùng sự xuất hiện của hai nhân vật chính, anh chàng đã bị cuốn hút đuổi theo hình bóng của cô gái. Tất cả đã đẩy MV lên một cao trào mới và nhận được sự hứng khởi của người xem.
Khác với những sản phẩm trước đó, Bùa Yêu là sản phẩm đầu tiên Bích Phương thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Những bước chuyển động nhẹ nhàng và ma mị quấn theo giai điệu của bài hát đã chứng tỏ cô là một nghệ sĩ đa tài và luôn biết làm mới bản thân. Sau gần một năm vắng bóng, Bích Phương đã dồn hết tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc của chính mình. Có thể nói, có những giá trị truyền thống được ca sĩ lồng ghép khéo léo vào các MV của mình, tạo cho người xem cái cảm giác dễ chịu, trẻ trung. Thêm đó, tên tuổi của Bích Phương luôn có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả trẻ. Những sản phẩm âm nhạc hơi hướng, văn hóa dân gian đương đại dễ dàng tiệm cận với công chúng hơn. MV Bùa Yêu là dự án được Bích Phương đồng hành cùng mạng xã hội âm nhạc phim ảnh Ken sau giải thưởng Ken Young Award hồi tháng 1 năm 2018 vừa qua. Còn bạn, bạn có chia sẻ gì về ca khúc này? Hãy comment xuống phần bên dưới của chúng tôi. Theo Đức Nguyễn, từ tin.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.